Vinamilk Reward, mua hàng tích điểm đổi quà, thử ngay. Với 3 bước đơn giản, bước 1, tải app và đăng ký tài khoản gồm số điện thoại và họ tên. Vinamilk tặng ngay 5.000 điểm thưởng đầu tiên. Bước 2, tích lũy điểm, sưu tầm thẻ cào trong nắp lon sữa bột hoặc trong các lốc sữa uống dinh dưỡng. Quét mã QR có trên thẻ để tích lũy điểm. Bước 3, đổi quà và voucher. Đối với sản phẩm quà tặng, chọn quà đạt đủ điểm để đổi quà. Đối với voucher, chọn voucher đạt đủ điểm tích lũy. Sao chép mã khuyến mãi, áp mã ở bước thanh toán, điền thông tin và hoàn tất đơn hàng. Vinamilk sẽ giao hàng đến tận nơi. Mua hàng và tích điểm cùng Vinamilk Reward ngay hôm nay.